Đó là xưởng kèn đồng của anh Nguyễn Duy Khang. Được nhiều nghệ sĩ đặc biệt danh bác sĩ kèn đồng, anh đã sửa chữa, phục chế nhiều cây kèn đồng của các nghệ sĩ saxophone nổi danh trong và ngoài nước. Cái này thật ra là nghề của gia đình, nghề của ông ngoại. Lúc bé thì ông sai cái gì mình làm cái đó, ông nhờ lấy cái kìm, lấy búa, mình lấy. Mình làm thì mình ngồi thì theo dõi, coi ông làm. Qua nhiều năm thì mình thấy thích, đam mê. Sau này năm 2000 mình mới lên Sài Gòn, mình mới mở tiệm mình làm. Lúc đó thì dân Sài Gòn thì họ chơi kèn rất là nhiều. Thì xong rồi bắt đầu những cái nghệ sĩ chơi kèn đó, họ thấy, họ biết. Biết mình cái họ cứ mang đến cho mình sửa. Mình sửa từ từ cái công việc nó cuốn mình, nó lôi kéo mình, cái mình ở lại đây luôn. Việc sửa kèn đòi hỏi tỉ mỉ trong từng công đoạn, thì khi hoàn thành mới có thể tạo ra âm thanh một cách chuẩn xác. Ngoài ra, áp lực khi sửa kèn đồng là giá trị của mỗi cây kèn đều rất lớn, thường có giá đến hàng chục triệu đồng. Chưa kể những cây kèn cổ vừa khó định giá, vừa như báu vật gắn với kỷ niệm của người nghệ sĩ. Nói chung là cây kèn nó nhiều chi tiết lắm, nó dễ bị hư, nhiều khi xài để va chạm hay va chạm mạnh hay gì nó cũng hư, nó bị cong, bị mót. Cái bộ phận làm kín hơi thì nó bằng da, xài lâu ngày thì nó bị cái da nó chai hoặc là nó bị rách, nó bị mòn. Mình phải thay thế, mình làm lại mới. Kèn càng khó mình càng thích sửa. Cái cây kèn đó, nếu mà mình người thổi thì họ càng thổi họ càng yêu, càng thích nó, giống như nó có cái linh hồn của mình ở trong đó. Cái kèn nó cũng có linh hồn ở trong. Những cái kèn nó người ta rất là quý. Mình sửa thành công, mình sửa tốt thì khách hàng họ mới thích, rồi mình cũng thích nữa. Với hàng nghìn cây kèn được hồi sinh dưới bàn tay của mình, anh Khang đã được tổ chức kỷ lục gia Việt Nam trao danh hiệu người sửa chữa thành công cho nhiều chiếc kèn nhất. Anh cũng là người hiếm hoi ở Việt Nam được công ty Yamaha ở Nhật cấp chứng nhận là nghệ nhân sửa kèn đồng. Thì bé lớn lúc nó khoảng 2-3 tuổi nó cứ đi lên đi xuống phòng của ba làm, nó thấy kèn nó khoái, cây nào nó cũng đòi thổi á. Rồi đến lúc nó tầm khoảng bé tầm khoảng 8 tuổi nó bắt đầu bé cũng tự mày mò tự học, rồi ba cũng giới thiệu cho nghệ sĩ này nghệ sĩ kia, mỗi bác dạy cho cháu một xíu thì cháu đam mê. Bây giờ bé nó vẫn đang tập. Cái nghề này nó mang lại hạnh phúc cho mình. Lúc trẻ thì mình làm công việc thì nó đủ trang trải cuộc sống cho mình, rồi đến lúc mình có gia đình rồi thì mình lại lan tỏa cái nhạc cụ này đến cho con mình.